Đây là Nguyễn Thị Hải, 62 tuổi. Đây là Mai Sơn Điền Vương, 40 tuổi. Hải và Vương là hai mẹ con cùng ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Còn đây là Huỳnh Trung Hiếu, 29 tuổi, ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ Hải và Vương để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tạm giữ Hiếu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện quán cà phê Giải Khát Thủy Dương trên đường quốc lộ 14 thuộc khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện thường xuyên có những người nghiện ma túy có tiền án tiền sự trộm cắp tài sản lui tới, nghi để mua bán ma túy, bán cá. Ngày 4 tháng 1 năm 2021, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài cùng phối hợp Công an phường Tân Thiện đã kiểm tra hành chính quán cà phê Giải Khát này do bà Hải làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một số tượng gỗ nghi là đồ trộm cắp. Bà Hải cho biết các đồ vật là của Hiếu trộm cắp trước đó và mang đến. Ngay sau đó, Công an thành phố Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hiếu đến nhà anh Võ Văn Thịnh, 28 tuổi ở phường Tân Đồng, phá ổ khóa cửa trộm 4 tượng gỗ, một cái lục bình và một bộ xe ngựa kéo. Sau đó Hiếu mang toàn bộ đồ trộm được đến nhà bà Hải để bán, đổi lấy ma túy để sử dụng. Tại đây bà Hải đã nói con trai là Vương đưa 4 tép ma túy cho Hiếu. Ngày 5 tháng 1, tiếp tục khám xét tại quán cà phê Giải Khát Thủy Dương, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đồ vật tài sản như bình ga, quạt, máy bơm, cân, dây điện, loa, túi sách các loại được bỏ trong kho phía sau quán. Toàn bộ số tài sản này đã được đưa về Công an thành phố Đồng Xoài. Hiện Công an thành phố Đồng Xoài cũng đã thông báo đến người dân có tài sản bị mất đến Công an thành phố Đồng Xoài để khai báo, xác minh và nhận lại tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.